Xong chửi xỉu người ta. Cầu này cầu chuỗi à? Chuỗi xỉu à? Để biết đúng rồi. Đặt 700 ngàn này. Hôm nay mình chuyển lên 30 mê là mình nghĩ thôi nha em. Đẹp còn nhiều đâu. Vốn mình hôm nay là bao nhiêu nha em ơi? 2 mê đấy. Nhưng mà do là mình trước đó mình đánh 300 ngàn đấy. Mà đéo ăn thua thành ăn nốt mình quay video đầy rồi. Ngon. Hòa vốn rồi đấy. Thắng 300 ngàn. Bây giờ nghĩ rằng được 300 ngàn uống cà phê rồi. Mình chơi phải tham chứ nhỉ em. Chơi phải béo gì phải ăn nhỏ làm gì. Chơi cứ tham ăn to chứ. Béo phải tham ăn nhỏ đúng không? Chơi thì mình khi đéo là mình chơi tham ăn to thôi. Trời đúng rồi, 541. Tuyệt vời quá anh em ơi, tuyệt vời quá. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Tuyệt vời quá anh em ơi. Ba mê được không nào anh em ơi? Đéo biết như nào một lần đây. Ui dồi ôi, toang rồi. Này đi. Đây rồi, thế mới ăn được chứ. Thế mới ăn được chứ anh em. Và lại thua. Hay nhỉ. Thế là cầu này cầu 21 à, 21 rồi ta. 5 mê luôn đi. Liều phát ăn nhiều đi nhỉ. Biết đâu đúng không? Biết đâu anh em ơi, không gì là không thể đâu anh em ạ. Má nó kìa, lại thua kìa anh em. Đen thế, mày nó đỡ xíu đi. Ôi, chuồn đéo về ván nào luôn nên. Mang nó bích nó về mà chuồn nó đéo về. Căng thế. 4 là 4 kìa anh em. Má nó thua thật anh em ạ, thua thật rồi. Mày nhận đi anh em ơi. Vãi lìn kìa. Đèn thế 9 là 9 kìa anh em. Má nó đèn thật đấy. Ra 5 luôn kìa. Bích đây rồi. Mày nó cho ăn đấy. Đây rồi, 15 mê lại rồi. Nó ăn một cái giống như vậy bờ luôn anh em ạ. À, nó chuồn nó đéo về thì chuồn nó về ít vậy ta. Chuồn về ít thật đấy. 4 mê anh em ạ, vãi lên thật đấy. Đèn ấy nhỉ. Bây giờ phải bình tĩnh mà đánh thôi chứ. Mất bình tĩnh cái nó thua ngay thì sao. Chơi đéo nó rất đủ đéo gì được anh em ạ. Bây giờ mình thua cái này rồi mình mới kỳ vọng là chỉ cần thắng 5 mê là nghĩ thôi. Mà lúc này thắng được rồi mà còn tham ấy nhỉ. Má nó kìa thua một chuỗi luôn đấy anh em. Đen thì đen lắm vậy trời. Uầy. Má nó kìa. Thôi bây giờ mình sẽ bơm vào 30 mê là đi. Cho tròn 51 là mình thắng được. Hai là mình thua thì mình coi như mình nghĩ mình chấp nhận thua lỗ luôn. Má bị tối mà nó cũng bịp như vậy ta. Đấy, run luôn đấy anh em. Định mệnh nó chứ. Không đành bỏ qua anh em ơi. Anh em, mình đã trở lại đây nha.
Thua, bây giờ mình đã thua rồi nhé, chấp nhận thôi. Bây giờ mình chỉ cần hòa vốn lại nha. Sau đó mình sẽ tính tiếp thắng bao nhiêu mình đéo biết. Bây giờ chắc chắn mình cần cái điều gì nhé ơi. Hòa vốn đã. Làm gì làm, hòa vốn đã tính sau. Chưa hòa vốn đéo làm cái đéo gì đâu nhé. Vậy chưa hòa vốn mình cứ đến cái tính đến thắng gì đéo được đâu. Hòa vốn đã, rồi tính gì thì tính. Đây này, thắng lại xíu rồi nha. Ngon này, 38 này này. Thua mày 2 mẹ thôi nha. Đây này. Thua 6 mẹ thôi này. Đây này. Uầy. Hòa vốn kìa. Hòa vốn kìa anh em. Đánh nhỏ lại thôi, đánh 1 mẹ thôi. Thắng lên 5 mẹ là tính sao. Thắng lên 5 mẹ mới tính, thắng 10 mẹ anh em ơi. Cứ tính dần dần như vậy đã, chứ đừng có tính một cái mà đòi thắng lên to luôn. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Bây giờ thắng lên 10 mê nha. Đây là 57 này. 59 này, đánh 1 mê nữa thôi. Gần về thắng đấy mà. Ui. Thua kìa. Đây này. 59 mê nào mà đánh 500 này. Đen này. Má đỏ đỏ kìa. Đó đi. Đó kìa. Đúng rồi. Đỏ lần nữa. Đúng rồi anh nghĩ. Ôi, về bờ mà còn thắng 10 mê năm nữa. Tuyệt vời em, tuyệt vời chứ. Thắng rồi nghĩ luôn cho mình đi, đừng có tham nữa nha. Tham tí là còn một cái nịt thì sao, đúng không? Cuộc chơi mà, thua còn một cái nịt là điều rất bình thường mà anh em, đúng không? Nghĩ, là nghĩ anh em ơi, đéo nên tham nữa. Tham tí là còn một cái nịt thì sao, đúng không? Nghĩ anh em ơi, nghĩ nha.